Bạn nữ cho nên mời tới đây chơi 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 mọi người. Giờ cái máy tôi nó lắc quá, giờ tôi phải xóa bớt dung lượng thôi mọi người. Tôi xóa bớt dung lượng cho nó bớt lắc lại. Tôi tải rất là nhiều file. Nó lắc kinh khủng khiếp luôn. Má đúng lắc kinh khủng khủng khiếp luôn mọi người. Mà mọi người đâu biết đâu. Nó lắc kinh khủng khiếp cỡ nào. Hình tôi edit nè. Thôi giờ chúng ta sẽ sờ quýt gần rồi này chapter 2 nha mọi người. Vô thôi. Rồi. Vô mọi người ơi. Mình sẽ dùng cái menu hỗ trợ để mình chơi cái game này nó dễ hơn chút xíu. Rồi vô thôi. Mình dùng cái menu hỗ trợ. Tại mình chơi nước lắm. Không có menu hỗ trợ chơi không được. Không sợ đâu. Làm bẹp hết rồi. Mà nó lắc quá. Nó lắc quá. Giờ bất tử. Làm gì chết được. Tôi sẽ chuẩn bị đồ nha mọi người. Cứ chờ tôi sẽ chuẩn bị đồ cho mọi người xem. Để tôi ra tôi gặp thằng này. Trời lắc kìa. Thằng này cũng có dính máu. Ui trời, cái con nhóc này. Đi ra coi. Đâu có sợ ông bả đâu. Gặp mình muốn cho ăn tập. Đây. Ui sợ. Mình thoát cửa chính mà. Giờ tôi sẽ quay lại cho sau mấy vài giây. Xong rồi, giờ tôi xuống cho mọi người xem nào. Này chơi nãy giờ hơn cả tiếng á. Con nhỏ này kêu không được kỹ đâu. Cũng không có gì luôn. Rồi giết cháu rồi. Rồi giết cháu của ông bà Tony. Giờ giết thiệt rồi. Rồi đi thôi mọi người ơi. Không ở dài dòng nói chuyện ở đây nữa. Vô thôi.
em luôn. Đù.